gì nhỉ? Đi spa. Đi shopping á? No. Đi cà phê. Đi bạn trai. Không có vui. Hay là ở nhà xem mối tình đầu của tôi nhỉ? Đương nhiên phải say yes rồi. Mọi người ơi, mọi người đừng quên đón xem bộ phim Mối tình đầu của tôi She Was Pretty phiên bản Việt vào lúc 20 giờ từ thứ 2 đến thứ 5 hàng tuần trên kênh VTV3 từ ngày 16 tháng 1 năm 2019 nhá. Nhớ hãy ủng hộ thật nhiều cho bộ phim cũng như vai diễn Hạ Linh cũng như tất cả các nhân vật khác trong phim Mối tình đầu của tôi nhá.